cây cầu ở Bến Tre xây xong 4 năm vẫn chưa được khánh thành. Cầu Xóm Dẫy nằm giữa khu dân cư đông đúc thuộc ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ, huyện Rồng Trôm, Bến Tre. Cầu được xây dựng kiên cố, có chiều dài 54,7m, rộng 3m nhưng đã 4 năm trôi qua vẫn chưa hoàn toàn được sử dụng. Theo người dân sống bên cạnh cầu, trước đây khu vực này không có cầu, người dân muốn qua rạch chỉ đi bằng ghe. Sau này dân số phát triển, tuyến đường Long Mỹ, Tân Lợi Thạnh dài hơn 1 km được hình thành và việc có một cây cầu để qua rạch là điều cần thiết. Năm 2005, một nhà hảo tâm người Thụy Sĩ có nhà ý tặng Bến Tre 44 cây cầu dây. Nhờ đó, Long Mỹ có được chiếc cầu dây vượt rạch Bộ Hổ. Đây cũng là tiền thân của cầu Xóm Dẫy hiện nay. Để cầu được thông suốt, 4 hộ dân đã tình nguyện hiến đất mở con đường rộng 1m dài gần 200m làm đường dẫn lên cầu và đường nối ra tỉnh lộ 887. Cầu dây tồn tại được khoảng 15 năm thì có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng. Sau đó, tỉnh quyết định xóa bỏ 44 cầu dây và xây cầu Xóm Dẫy bằng bê tông. Sau khi xây cầu Xóm Dẫy với tải trọng 3 tấn, chính quyền tiếp tục vận động bà con hiến thêm đất để mở rộng con đường. 3 hộ đồng ý, tuy nhiên, hộ còn lại chỉ cho 1m. Cũng từ đây, hộ dân này thường xuyên gây khó khăn khi bà con đi ngang qua phần đất của mình. Người dân còn cho biết thêm, đoạn đường gần 200m đó ngang qua 8 con mương, tại mỗi con mương đều được lót bằng nhiều tấm đan để người và xe đi qua. Một người dân ở gần đó bày tỏ, lúc có cầu dây, hộ này đồng ý cho bà con đi ngang qua phần đất của mình nhưng từ khi có cầu bê tông thì không cho nữa. Mỗi lần sửa sang mặt đường hay bắc cầu qua mương, hộ dân đó đều cản trở. Hiện nay, việc đi lại của người dân hết sức khó khăn, nông sản sản xuất được, không thể di chuyển số lượng lớn ra ngoài. Việc đi lại, chợ búa, học hành càng khó khăn hơn mỗi khi có chiều cường hoặc mưa lớn. Việc té, rơi người và xe xuống mương xảy ra thường xuyên. Theo đa số bà con nơi đây, sự việc xảy ra đã nhiều năm nay, người dân liên tục khiếu nại, thậm chí khởi kiện ra tòa án huyện Rồng Trôm nhưng vẫn chưa có kết quả. Tiếp xúc với hộ dân chặn đường không cho bà con đi qua, gia đình hộ dân này cho biết việc ngăn chặn không cho bà con sử dụng đường vì chủ đất liền kề đã ngăn chặn đường nước trong đất của gia đình hộ dân này thoát ra. Hộ dân này cũng thừa nhận có ngăn cản người dân lấp đất sửa đường, đập đan qua mương vì trong phần đất của gia đình nhưng mọi người làm không hề hỏi qua ý kiến. Hiện nay, vấn đề đất của hộ dân này đã được tòa án huyện thụ lý, muốn giải quyết vấn đề phải đợi phán quyết của tòa.